Hello mọi người, lại là mình Vũ với kênh nè. Ngày hôm nay có hộp bốc thăm mới xịn lắm các bạn ơi, mà các bạn rất là thích luôn đó nha. Đó là hộp bốc thăm Tiki đã Tiki nè mọi người. Và mình nghĩ mọi người thích nhất là cái kiểu tóc này nè, hồi xưa nó rất là hot luôn nha. Và ngày hôm qua mình có nói tặng là gói bao lì xì cho mọi người á, thì hôm nay thì mình coi bình luận thì mình thấy hai cái bình luận rất là xịn nha. Rồi đầu tiên đó là bạn của bạn Dương BT nha. Rồi Vũ Viking gửi em một cái bao lì xì nè. Tiếp tục là bạn Gin 23 nha mọi người. Bộ máy kinh gửi cho bạn Gin 23 luôn nè. Rồi, bạn nào mà muốn nhận bao lì xì này nữa thì để lại bình luận phía dưới nha. Điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh giúp mình nha mọi người nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở hộp bốc thăm mới nha các bạn ơi. Hot 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 nha. Nhưng mà đừng có mở ở đây thì các bạn sẽ tốn 200 kim cương cho 10 lần mở nha. Mà các bạn hãy mở cái hộp ở dưới đây. Ủa, nhưng mà cái hộp bốc thăm này mình có rồi thì sao mà mở nữa mọi người. Ừ nha, cái hộp bốc thăm này hồi xưa mình mua VIP các bạn, cho nên là mình có full rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử hộp bốc thăm này với ạc khác nha. Rồi, đây ạc có Phượng Huỳnh thì chưa có cái gói VIP đó nha mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ đột nhập cho ạc Phượng Huỳnh để mở cho mọi người xem nha. Ok là nha các bạn. Rồi đầu tiên á thì mình sẽ hình như Phượng Huỳnh có mấy coupon nè, 4 vé coupon luôn. Mình sẽ mở thử 4 vé trước nha mọi người. Rồi, ra gì đây các bạn ơi. Ôi, cái này dùng vé đề co nè. Nhưng mà cái này kiểu như cái cửa đảo nha, đảo Tiki nha mọi người. Rồi tiếp tục. Ủa, lại đồ nội thất luôn rồi. Kiểu tóc đi mọi người ơi, kiểu tóc là xịn nhất nha. Kiểu tóc là xịn nhất nha mọi người. Kiểu tóc. Ui, lại là cái cửa rồi. Nhớ là cái là phải ra kiểu tóc các bạn ơi. Kiểu tóc họ là cái bạch hoa cũng được. Rồi, rất các bạn đảo luôn các bạn ơi. Rồi, để mình giảm được kim cương á thì các bạn nhớ mở 10 hộp dưới đây nha. Rồi, thử 10 hộp luôn nha mọi người. 190 kim cương. Ô, ra cái đồ decor đẹp nè mọi người. À, đài phun nước nha các bạn. Rồi, tiếp tục luôn ha. Một cái đôi dép. Tiếp tục luôn nè. Lại là cái cửa này sao dễ ra thế nha. Rồi còn 7 hộp nữa đúng ta, tiếp tục luôn. Ok, ra đồ đi chứ. Tóc, trời ơi ơi ơi, cái này mình bị trùm rồi các bạn ơi. Tiếp tục với cái kè. Đúng rồi, các bạn mở 10 hộp nó hay bị trùm lắm nha. Tiếp tục. Ok, chơi cái này trùm thì 3 cái luôn vậy trời. Ôi, được một cái áo dây nha mọi người nha. Rồi, tiếp tục. Ôi, được cái váy luôn rồi nè. Tóc. Ôi trời ơi, được bộ đồ các bạn ơi. Được bộ đồ nha. Ủa, Phượng Huỳnh có này chưa mà sao mở nó ra không phải là new nhờ. Chết rồi, Phượng Huỳnh là có cái này chưa ta. Đây, mình sẽ mặc vô nha mọi người nha. Nguyên một bộ đồ luôn. Rồi, một kiểu tóc. Tóc thì mình nhớ là cái tóc nó màu tím. Hình như Phượng Huỳnh chưa có các bạn ơi. Với lại là lấy cái mẫu ra nha. Lấy cái mẫu ra đây đấy. Đó, một bộ đồ rất là dễ thương luôn nha các bạn. Hình như Phượng Huỳnh chưa có cái gói này đâu các bạn ơi. Chưa có đâu ha. Rồi mở dãy mà bắn không ra tóc các bạn ơi. Ra được full bộ đồ à. Rồi bây giờ mình sẽ về nhà mà decor cái đại phun nước cho mọi người xem nha. Mấy món đồ nội thất trong cái VIP này nhìn cũng đẹp nha các bạn. Bạn mở 10 hộp nó hay bị trùng lắm nha. Cho nên mình khuyên mọi người có thể là mọi người mở lẻ đi thì nó sẽ, mình nghĩ nó sẽ hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ decor cái đài phun nước cho mọi người xem. Với lại là cái đây, cái trống thì nhỏ xíu thôi các bạn. Rồi cái cửa nè, cái đài phun nước nè, cái bảng tên nè đó. Nhưng mà cái đài phun nước là xịn nhất nha các bạn. Rồi đài phun nước nè đó. Ok là nha. Đó, đài phun nước nghe thấy ghê nha. Rồi mấy cái này thôi cắt đi ha. Nghĩ là cái đài phun nước là mọi người thích nhất thôi. Rồi đây các bạn ơi, những bộ đồ trong đảo Tiki này các bạn ơi, trong cái hộp bảo thăm Tiki đó ha. Đầu tiên á thì mình sẽ nhận được cái vòng hoa trước nè. Rồi bộ đồ này nha các bạn, đồ của nữ ha. Rồi full bộ đồ sẽ như thế này nha các bạn ơi. Rồi cái này là chưa nói là kiểu tóc nha các bạn. Kiểu tóc á thì mình sẽ nhắn vô qua bên kiểu tóc để mình kiếm đã. Và đây là kiểu tóc nè mọi người ơi, đây cái kiểu tóc xoắn hip bay nâu đây nè. Là hồi như chưa ra đúng cái này đúng không ta? Đúng rồi đó mọi người, chính xác là như vậy đó nha. Tại vì cái này mình lâu lắm rồi mình không để ý. Đó, mình coi lại trong cái gói các bạn ơi. Coi lại trong cái gói nha.
Thì đó là chính xác, mình nghĩ là chính xác do hồi xưa mình dựng cái màu tóc thôi các bạn. Đúng rồi, chính xác rồi các bạn, do hồi xưa mình dựng lại thành cái màu hơi tím tím hồng hồng đây nè. Đấy, thì mặc full bộ đồ rồi sẽ như thế này nha mọi người ơi. Thôi xem trong cửa hàng ngày hôm nay có gì hot không nha mọi người nha. À, mình nhớ mở cái hộp bóc thăm miễn phí nè, biết đâu được keyword các bạn ơi. Keyword. Ôi trời ơi, là cái ghế các bạn ạ. Rồi, ok ha. Rồi, ngoài ra thì nó còn hai hộp bóc thăm nữa. Bóc thăm có cái ba lô là phản lực đây nè. Bạn nào mà chưa có thì cũng có thể bóc thăm ha. Rồi, tiếp theo nữa là bóc thăm với bộ đồ vua ha. Bộ đồ vua này thôi. Rồi, mình nghĩ là mọi người sẽ bóc thăm hộp Tiki này đã đa số rồi các bạn ơi. Còn mấy hộp kia thì mình nghĩ là chắc là không đâu. Có cái ghế nè. Rồi, nhận xô miễn phí nè. Kim cương miễn phí nè. Đó, các bạn nhớ vô nhận nha. Rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ để lấy nhân phẩm các bạn ơi. Kiếm cho mình một cái bộ đồ với lại là vờ cần câu đồ trong hộp bóc thăm nha. Rồi, à thì đây. Thôi mình làm nhiệm vụ luôn đi. Kiếm cái xu Black Friday nha mọi người ơi. Thì không chỉ là hộp bóc thăm đó đâu mọi người ơi. Hai ngày, tầm 2 đến 3 ngày nữa thì sẽ có hộp bóc thăm mới nữa nha. Cho nên là mọi người là bạn nào mà muốn để dành kim cương để hợp mở hộp bóc thăm Angel cơ khí ấy, thì cứ để dành đi ha. Sau này nó sẽ có nhiều hộp bóc thăm cho mọi người lắm. Hồi bữa mình tiết lộ cho mọi người là 8 cái hộp bóc thăm á. Bạn nào mà chưa biết 8 hộp bóc thăm là hộp bóc thăm nào thì mọi người xem lại clip trước của mình nha. Rồi đi làm nhiệm vụ nha các bạn ơi. Nhiệm vụ tiếp theo nè, đi kiếm mấy cái xu này. Tìm kẻ đáng nghi đúng không? Khả nghi. Kẻ khả nghi đâu rồi ta? Ủa? Kẻ khả nghi đâu rồi nhỉ? Rồi nhắn cho ông này nè. Nhắn cho NPC, mấy cái NPC này các bạn ơi. Ủa cả khả nghi bữa mình nhìn khá là phát hiện ra mà ta. Chắc cái xe này che đúng rồi, cái xe quỷ này che mất tiêu các bạn ơi. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ nha. Rồi, 60 xu nữa các bạn. Rồi, nhận thưởng mọi người nha. Không biết là, rồi đi giao cái quảng cáo này. Không biết là ngày hôm nay trong hành thư nhà phát hành có cho mọi người cái gì không? Không cho hả? Ngày hôm qua thì có cho 150 là mở được 5 cái hộp Black Friday đó mọi người. Không biết là mọi người đã nhận chưa ha. Rồi, giao cái tờ rơi này nha các bạn. Rồi, cái đầu tóc ở trong cái đảo Tiki này hồi xưa là siêu hot luôn nha các bạn ơi. Siêu hot luôn á nha. Hồi xưa mà ai mà có cái đầu tóc này hơi bị xịn luôn nha. Rồi, xong nhiệm vụ luôn nha các bạn. Được 60 xu nữa nè. Rồi, thì các bạn làm tổng cộng là có 4 NPC chỗ đây cho người làm nha. Đó, 2 NPC mình làm xong rồi. Rồi, rồi đến NPC này đó là xong luôn các bạn. Nhiệm vụ thì cũng nhanh thôi ha. Rồi, quá, chưa hả? Rồi, nhắn cho NPC này nữa là xong. Đó, nhã biết cực mạnh cho bạn nào chưa có chiếc xe giống mình nha, siêu xe đen nha mọi người ơi. Rồi, trong cái phần thưởng miễn phí nữa nè, cũng được mớ xu trong đây nữa nha các bạn. Rồi, không biết là mọi người đã sưu tầm thẻ tới đâu nữa ha. Mình mới được có mấy chục thẻ các bạn ơi, để nhận cái thẻ này luôn. Thẻ. Rồi luôn, chưa các bạn ơi. À, mình nhận cái thẻ trong đúng rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ mở thêm cái hộp đen các bạn, cái hộp Black Friday á. Mình sẽ nhận được thêm cái vật phẩm sự kiện nha, cũng như là túi thẻ xịn rồi nha. Rồi nhận cái này luôn. À, với lại là trong cửa hàng các bạn có nhận được 30 xu nữa nha, các bạn nhớ nha mọi người. Rồi, các bạn cứ làm theo mình là nhận hết luôn. Rồi đây, túi thẻ đây các bạn ơi, đây. Túi thẻ VIP đây các bạn. Ui, cái này thẻ trong VIP nha. Uầy, một cái thẻ 5 sao luôn, VIP luôn nè mọi người. Nữa nè. 4 sao. Chắc là, ui còn luôn, mình tưởng được 2 thẻ ngon nữa chứ. Thẻ vàng 5 sao luôn mọi người ơi, nhà biết chứ các bạn nha. Cái thẻ vàng 5 sao là cùng hội cùng thuyền nè, với thẻ lạnh quá nha. Rồi, xịn sò luôn nha mọi người nha. Xịn sò luôn, cái hộp cao cấp gì nữa đây. Ôi trời, cái đầu tóc hồng. Rồi, đây, nhận trong hộp thư nha mọi người nha. Cái hồi nãy mình nhận, ui, hoàn thành bộ sưu tập ra luôn rồi nè.
Ôi, hoàn thành bộ sưu tập luôn. Rồi, hộp đá quý luôn, 7 kim cương cũng được các bạn ơi. Xu hộp tò mò. Rồi gói thẻ, ui, được cái thẻ gì nữa nè mọi người, thẻ tiến không luôn á. Ui, ơi, lạnh quá, nó dư được một thẻ lạnh quá rồi. Nữa nữa hả? Ôi, thẻ 3 sao. Trời ơi, tưởng đâu rồi, thẻ xịn đấy chứ, hôm nay mở thẻ xịn chiều cho mọi người nha. Đó, các bạn nhớ vô nhận cho mình nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp. Ôi, hôm nay ngày thứ tư, điểm danh sẽ nhận được hộp kim cương nữa nè. Ôi, 5 kim cương. Đây, 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 hôm nay thì mình sẽ nhận hộp quà đây. Ôi, mình cứ gọi cái gói thẻ siêu cao cấp đó nha. Rồi, mở 5 hộp luôn nha mọi người. Wow, nhận được cái vật đen các bạn ơi. Ôi, nhả viết cho các bạn nha. Một cái cổng vòng hoa. Rồi, được một cái vật các bạn nha. Nhả viết cho mọi người ra vật. Ủa, chưa nhận được cái này luôn hả? Tiếp tục luôn nha mọi người. Ôi, đồ đó, ui, đồ cũ các bạn ơi, trùng rồi, nhiều quá. Trùng rồi, trùng rồi. Rồi, nhận được cái túi thẻ nha mọi người nha. Đây, túi thẻ. Oh, ok, nhận được mắt kính à. Vậy là mình mở túi thẻ đó, không có gì hiếm à. Được cái mắt kính đen các bạn nha. Rồi, mở lẻ nè. Mở được 3 lần nữa. Ui, cái gì đi, cái gì xịn đi, càng câu rồi đi. Trời ơi, đồ dép ha. Rồi, hộp thẻ tiếp theo mới xịn các bạn. Nhận được cái súng với lại là gói thẻ VIP luôn ha. Gói thẻ VIP luôn nè. Và bộ đồ là cuối cùng luôn nha mọi người. Đó, các bạn nhớ chăm chỉ làm nhiệm vụ các kiểu nha. Rồi, bye bye mọi người và hẹn mọi người tiếp theo. Nhã viết cực mạnh cho bạn nào like video và đăng ký kênh ra cái CC đen giống mình nha. Rồi, và cái kiểu tóc này là cái kiểu tóc mà các bạn không nên bỏ lỡ nha các bạn ơi, trong cái gói bao thăm mới này ha. Đảo Tiki nha các bạn. Rồi, bye bye và hẹn mọi người video tiếp theo nè. Boot, 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 boot